Hiện nay thì chúng ta biết là theo ước tính của Tổ chức Thế giới có khoảng 10% dân số là người khuyết tật. Nếu con số đấy nó cũng chính xác cho Việt Nam mình thì Việt Nam có khoảng 9 triệu người khuyết tật. Như vậy thì nếu 9 triệu người khuyết tật đấy mà chúng ta giải quyết dựa vào các cái tuyến trung ương, các cái tuyến tỉnh thì không thể giải quyết hết được người khuyết tật. Chỉ có cái phương pháp phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, có nghĩa là nguồn kinh phí dựa vào cộng đồng, nguồn nhân lực dựa vào cộng đồng, được chuyển giao kiến thức và kỹ năng đến tận gia đình người khuyết tật, thì lúc đấy mới giải quyết được 85-90% người khuyết tật đang nằm tại cộng đồng. Đến với lớp học này, tôi mong muốn rằng được học và được biết được nhiều kiến thức qua sau khi kết thúc lớp học, và có những kỹ năng để làm nào đó là trở về địa phương là phát hiện được và tổ chức tập huấn cho anh chị em ở y tế cơ sở có những cái kỹ năng kiến thức để làm sao mà thâm nhập vào cộng đồng để phát hiện được những người khuyết tật, đặc biệt những người khuyết tật được phát hiện sớm và có những phương pháp chữa trị và phục hồi chức năng để cho họ từ nuôi sống bản thân mình và hòa nhập vào cộng đồng